chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn những món kẹo của ngày Valentine, là ngày lễ tình nhân. Trước tiên thì Bi xin chúc các bạn nào mà có người yêu thì sẽ càng hạnh phúc hơn, còn những bạn nào mà chưa có thì sẽ tìm được một người thật là như ý. Bây giờ thì Bi sẽ bắt đầu vào món kẹo đầu tiên. Kẹo đầu tiên mà Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là bên này. Nó ghi là Valentine Treat. Và đặc biệt những cái món kẹo này Bi đều mua ở 99 cent. Để coi là kẹo ở 99 cent tức là rẻ nhưng mà không biết là nó có ngon hay không. Thì bây giờ thì Bi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Ở trong đây thì nó có tất cả là 3 màu. Màu hồng này, và wow, nó có hình trái tim như thế. Màu trắng và màu đỏ XOXO. Cái vỏ ngoài thì nó khác thôi, nhưng mà ở trong thì nó cũng giống như nhau. Bây giờ thì Bi sẽ thử màu đỏ nha. Cái này Bi thấy là nó giống như cái kẹo ở Việt Nam, mà cái kẹo mà nó nằm ở trong cái như là cái đồng xu vậy đó. Bi rất là thích ăn cái sô-cô-la đó. Cái này là kẹo sô cô la sữa nha các bạn. Thật ra ăn thì nó cũng không có gì đặc biệt hết, cũng chỉ là cái kẹo sô cô la sữa thôi. Thì nó nằm trong cái này rất là dễ thương. Cái loại kẹo thứ hai mà Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là nó nằm ở trong một cái này, nó giống như là một cái hoa hồng vậy đó. Thông thường những ngày lễ tình nhân thì đa số là toàn là kẹo sô-cô-la thôi, hoặc là gấu bông, hoa hồng. Yeah, dễ thương. Trời ơi, không nỡ ăn luôn. Dễ thương chứ. Thật sự là không nỡ ăn. Nên chân dễ thương. Thôi thì kệ, mở ra cho các bạn xem. Mình nghĩ chắc là một cục sô-cô-la to bự bằng hình hoa hồng. Không còn là hoa hồng màu đỏ nữa, hoa hồng đỏ nữa mà là hoa hồng nâu. Hoa nâu mới đúng. Nó rời ra luôn rồi. Tội nghiệp cái lá. Wow. Đây là kẹo, cũng là kẹo sô-cô-la sữa thôi các bạn. Ở bên trong nó hõm nha. Ăn gian nghe chưa? Nó chỉ là cái khuôn ở ngoài thôi, bên trong là nguyên một cái lỗ. Cũng là kẹo sô-cô-la sữa thôi các bạn. Và Bi thì không có dám ăn sô-cô-la nhiều, mặc dù là rất là thích nhưng mà ăn nhiều là bị lỡ miệng. Tiếp theo là cái này, không biết có bao nhiêu cây. 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái hình trái tim ở trong đây. Là 8 cái cây kẹo nhỏ nhỏ nhỏ. Xong rồi nó quấn lại thành nguyên một cái giống như cái bông, cái bó hoa vậy đó. Dễ thương ha. Màu sắc sặc sỡ, muốn ăn cây nào rút cây đấy. Màu tím đấy, thì nó rời rời như thế này nè. Wow. Bi có thấy ở trên Instagram, không phải Instagram, Bi có thấy ở trên Facebook thì họ làm ra một cái bó hoa, nhưng mà ở trong đó thì toàn là dâu. Không biết bạn nào có coi. Trời ơi, Bi rất là thích ăn dâu. Nhìn cái là thèm. Dâu hoặc là những cái loại bánh á mà người ta làm thành thành bó hoa. Bi nghĩ là nếu mà ai tặng Bi cái đó là trời. Tại vì Bi dị ứng với hoa nên là mặc dù rất là thích hoa nhưng mà là lại bị dị ứng với hoa đó, phấn hoa đó, hắt xì liên miên khi mà đụng tới hoa, nên là đó giờ không ai tặng hoa cho, buồn dễ sợ, mặc dù là mình rất là thích. Xấu khổ.
ngọt, kẹo ngọt. Cái kẹo này Bi thấy nó quen quen, nó giống như là cái loại xinh gum mà Bi đã từng ăn. Cái vị nó y chang như vậy. Ăn trái tim dễ thương ha. Để em tí xíu ăn. Tiếp theo là một cái trái táo. Bi không biết là ở bên trong nó là cái gì luôn. Đâu coi coi. Wow, bên trong là sô-cô-la. Nhưng mà cái này hình như là dành tặng cho thầy cô á. Mặc dù là ngày lễ tình nhân nhưng mà mình vẫn có thể tặng cho mẹ mình. Mình vẫn có thể mình tặng cho ba mình. Mình vẫn có thể tặng cho anh chị em gái, anh họ, anh trai, anh gái mưa, em gái mưa. Cô giáo thầy giáo cũng vẫn ok. Đây là trái táo. Wow. Vì không nghĩ là nguyên một cái này là sô-cô-la đó. Wow. Thì các bạn ơi, coi này. Ui chú cha ơi. Ai ăn một cái này? Wow. Bây giờ bên trong là nó loãng, nó lỏng á. Bị cạp nha. Thấy chưa? Bên trong ăn gian mà. Nó chỉ là cái viền thôi, bên trong là cái lỗ hổm. Sô-cô-la sữa các bạn. Cái này em biết ăn chừng nào mới hết luôn á, thật sự. Có là đem chả. Nó chơi thôi. Đem chả chúng đánh chết luôn. Tiếp theo là cái này. Nhưng mà Bi thấy cái này là Bi muốn mua ngay. Tại vì nó mềm mềm á. Đó là marshmallow á các bạn. Wow, thơm. Thơm mùi dâu. Ngon quá. Hấp dẫn chưa? Marshmallow. Ở bên ngoài của nó là đường. Đường các bạn. Tại vì cái marshmallow này nó đã ngọt rồi mà người ta còn cho đường ở bên ngoài nữa. Làm ra quá ngọt luôn. Ổn quá. Nếu không có đường là Bi ăn sẽ ăn hết luôn á. Marshmallow ngon. Để dành ăn từ từ. Tiếp theo là hình trái tim và cũng là cái cuối cùng. Rồi xong, cái này cũng là sô-cô-la. Các bạn có nghĩ mấy cái này đều là 99 cent không? Wow. Trời ơi, rớt cái cục mà Bi thích ăn nhất đó là cái sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen thì nó đắng hơn là cái sô-cô-la sữa mà Bi rớt. Không sao. Đây là sô-cô-la. Nó ghi là, cái cục này nó ghi là orange cream. Cam hả ta? Wow. Ở bên trong của cái sô-cô-la thì nó có cái vị cam này. Hàng chi nó ghi là orange cream. Nhưng mà cái bên trong nó còn ngọt hơn bên ngoài. Còn cái này là dâu.
cơm à? Và cái này là caramel. Caramel bạn. Và cái cuối cùng là cocoa truffle. Cái này thì nó như thế này. Mỗi cục bên trong nó có mỗi màu khác nhau, mỗi vị khác nhau. Cam này cũng ngon nè các bạn, nó chua chua nhưng mà nó cũng ngọt. Đấy, trong một cái hộp như thế này. Và cái sô-cô-la của nó thì cũng y chang như những cái sô-cô-la bình thường thôi, nên là 99 cent thôi các bạn. Đi vô mua một đống tặng ý. Và đó là tất cả những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay về ngày lễ tình nhân. Thật ra Bi cũng muốn làm video về Valentine, trang điểm này nọ, nhưng mà Bi lại không có thời gian. Và cũng hôm nay là ngày 12 rồi. Hôm nay là ngày 12 rồi, nên là Bi không có thể nào mà Bi quay kịp và upload kịp rồi edit tùm lum đủ thứ, nên là Bi chỉ làm về kẹo của ngày lễ tình nhân thôi. Trong những cái kẹo của ngày hôm nay thì kẹo nào cũng như kẹo nào, tại vì đa số là toàn là sô cô la sữa. Có cái kẹo này Bi thấy ngon. Nó đỡ ngọt hơn là cái kia. Bi rất là tiếc cái marshmallow này, tại vì cái bản thân của nó là nó đã ngọt rồi nhưng mà lại cho thêm đường ở bên ngoài nữa, nên là trời, ăn vô một cái là ướt hực. Và đó là tất cả những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nếu như bạn nào mà còn mới với channel của Bi thì đừng quên nhấn like và subscribe channel của Bi, và đừng quên là ấn vào cái chuông kế bên chữ subscribe, chọn notification để khi mà Bi up video mới lên thì nó sẽ thông báo với các bạn là Bi đã up video mới lên rồi và các bạn có thể xem ngay. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Bi ở bên vlog channel của Bi tên là Bi and Khoa nhé. Ở bên đó thì Bi up đa số là toàn đời sống hàng ngày của Bi thôi. Và nếu như các bạn muốn biết thêm về những thông tin khác của Bi thì các bạn đừng quên add Bi vào Instagram. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.